Dạ, xin kính chào quý cô chú, anh chị và các bạn. BMC nhìn đã quá hả? Ủa, nhưng mà sao giá lại rẻ quá? Thay khung sườn cũng còn được ghê, mà size cũng vừa nữa, không có to lắm. Thay trên khung sườn ngang, ở chỗ này có chày một vết nho nhỏ hả? Khung sườn màu nước sơn thấy còn đẹp ghê. Màu nước sơn còn bóng giỡn à? Dây quấn ghi đông cũng còn mới tinh hả? Tay lắc 105. Chiếc này đời 2013. BMC 2x10. Size là 48. 1m60, 1m70. Giá mới của chiếc này nó tới 52 triệu ạ. Hiện tại ở tiệm đang bán lại với giá là 24 triệu 200. Nhìn xe cũng không có đến đổi, cũ quá. Yên và cột yên xe còn đã lắm. Có vẻ như khung này còn ngon. Khung sườn này thấy lạ quá ta. Ngay chỗ này khung sườn ngang nó có hai nhánh luôn. Vậy có vẻ chắc chắn và cứng cáp lắm. Thay càng cũng còn ngon quá mà. Khung và chữ BMC cũng còn mới tinh hả? Quay qua bên tay phải thấy cũng còn đẹp. Xe treo trên cao quá. Quay không thấy được hết. Trở lại bên trái. Nhìn từ xa, khung sườn rất là đẹp. Chiếc này em thấy cũng còn rất là đã. Dạ, quý cô chú, anh chị và các bạn ơi, nếu như có nhu cầu, em sẽ gửi thêm hình cho xem kỹ lại một lần nữa ạ. Dạ, còn video đến đây em xin phép tạm dừng video lại rồi. Xin chân thành cảm ơn đến quý cô chú, anh chị và các bạn đã luôn luôn dành thời gian xem video. Xin kính chúc quý cô chú, anh chị và các bạn cùng gia đình thật dồi dào sức khỏe và luôn luôn bình an trong cuộc sống ạ. Em xin kính chào và hẹn gặp lại trong video lần sau.